Ở đây có đứa nào muốn tham gia mini game nhận diều không? Có. Ui dồi ôi. Hello, xin chào tất cả các bạn nha. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với video tiếp theo của mình. Các bạn ơi, hôm nay sẽ là một cái video làm một cái mini game để tặng những con diều này tới những đứa nhỏ các bạn ạ. Vì lý do là người tham gia quá đông, vậy nên mình phải tổ chức ra cái mini game này. Và giải thưởng như thế nào, bây giờ mình sẽ công bố cũng như là triển khai cách chơi để tham gia mini game các bạn nhá. Với số lượng người chơi hôm nay thì cũng khá là đông mọi người ạ. Thì giải thưởng chỉ có 4 giải thôi. Giải nhất sẽ nhận được một con diều mẹ bồng con. Đâu mẹ bồng con đâu? Đó, một con diều mẹ bồng con này kích cỡ là 1,5 m thì phải mọi người ạ. Và giải thứ hai sẽ nhận được đấy là một con diều chính mi. Đó, diều chính mi màu đen. Và giải thứ ba sẽ nhận một con diều cánh cốc. Đây, diều cánh cốc các bạn nhá. Và một cái giải khuyến khích dành cho đứa nào may mắn sẽ nhận được một cái bộ sáo đơn. Đó, sáo đơn được làm bằng miếng sụp nhá. Uầy, hay đấy nhá. Đâu. Thử lại nào. Đó. Rồi các bạn ơi, thì cách thức tham gia để nhận cái mini game này như thế nào, đó chính là bắn ná và nhận giải mọi người ạ. Mình sẽ tổ chức ra cứ mỗi giải thế này sẽ tương ứng với số lon bắn được. Và cái khoảng cách để dành cho những đứa trẻ thì cực kỳ gần, vậy nên là sẽ có người trúng giải thôi mọi người ơi. Các bạn thấy xa xa kia không? Xa xa kia chính là hai cái lon bia mình đã dựng trước mọi người nhá. Bạn nào bắn trúng hai cái lon bia này sẽ nhận được, đầu tiên sẽ là một con diều cánh cốc các bạn ạ. Và những đứa nhỏ ở đây thì mình sẽ tặng cho mỗi đứa là 5 viên bi trước nhá. 5 viên bi trước. Đứa nào bắn hết 5 viên bi thì sẽ quay trở lại mình để tham gia một cái vòng quay may mắn để nhận thêm bi hoặc là mất lượt. Đó thì lát nữa mình sẽ ấy cho mọi người xem. Rồi bây giờ thì phát ra cho mỗi đứa 5 viên bi và một cái ná mọi người ạ. Thì luật chơi sẽ lần lượt theo từng đứa một để chơi, vậy nên là các bạn xem thử ai là người chơi trước, ai là người chơi thứ hai. Và bây giờ là chúng ta có bao nhiêu người chơi à? 2, 4, 6 người mọi người ạ. 6 người chỉ có 4 giải thôi, vậy nên là sẽ có hai đứa không nhận được giải. Dù là ai nhận được hay không thì cũng đều vui vẻ để nhận những cái món quà này nhá. Mỗi đứa sẽ nhận được 5 viên bi như thế này. Đó. Và công cụ để chơi cái mini game này chính là một cây ná cao su mọi người ạ. Đây, lý do không có bi đất nên là mình phải sử dụng bi sắt thôi. Hơi mạo hiểm một xíu nhưng mà không sao. Đây, bây giờ thì mấy đứa xem thử đứa nào chơi đầu tiên, rồi sắp xếp ra và chuẩn bị vào tham gia mini game nhá. Nhanh lên em ơi, nhanh lên, trời muốn mưa rồi. Let's go. Đấy. Tao chi đâu. Rồi, thanh niên này sẽ là thanh niên chơi đầu tiên. Rồi, chuẩn bị vào tham gia chương trình thôi nhá. Đây. Một thang dọc tập hợp. Nhanh lên. Theo thứ tự nào, một thang dọc tập hợp theo thứ tự 1, 2, 3, 4, 5, 6 nào. Và đây là những cái thành viên và số lượt chơi tương ứng mọi người nhá. Đầu tiên sẽ là thằng cu, thằng 2, thằng 3, thằng 4, thằng 5 và thằng 6 này. Rồi, thằng đầu tiên sẽ ra bắn đổ hai lon bia. Và cái khoảng cách mình dừng sẵn đấy mọi người, khoảng chắc là 3 mét thôi. Chỗ này, cho tới chỗ này. Ui trời ơi, gần thế nhờ. Rồi, tránh đây em ơi, rồi. Bắt đầu nha. Ui. Đấy, một viên đầu tiên đã trượt này. Sao? Đó, rất là nhiều thanh niên mong muốn là thanh niên này bắn trượt mọi người ạ. Bởi vì bắn trượt là sẽ còn dài là vẫn tiếp tục được chơi. Ôi ôi. Pha này là bắn chập chạp này. Anh em phải ngắm thật kỹ nhá. Lưu ý là mỗi người chỉ có 5 viên đạn thôi. Và lát nữa sẽ chơi thêm cái vòng quay để nhận thêm một viên hoặc không có viên nào. Ui trời ơi. Viên cuối cùng à? Thế là chỉ còn một viên cuối cùng thôi các bạn ạ. Để xem thử liệu thanh niên này có nhận được giải không nhé. À chắc chắn là không được rồi. Ui à, tiếp tục chập chạp rồi. Viên lên đây. Ủa? Mấy viên rồi? 4 viên rồi đúng không? 4. À viên cuối cùng. Cái này rồi, một viên cuối cùng, một viên cuối cùng. Viên cuối thì cũng không nhận giải được các bạn ạ. Yêu cầu của giải này phải là 2 lon. Ui giời ơi, thế là thanh niên đầu tiên tạch rồi mọi người nhá. Đứa nào thứ hai? Hồi nãy là trước khi tham gia mini game thì mình đều phải test thử để xem thử là khoảng cách này nó bắn trúng không. Thì thấy cũng ok, bắn trúng mà sao bây giờ vào chơi thật thì lại không trúng ấy nhờ. Em tự tin là em nhận được giải không? Không biết. Không biết à? Rồi, thanh niên này sẽ tiếp tục chơi người thứ hai. Ui giời ơi. Cũng khó ăn lắm các bạn ạ. Cũng khó ăn lắm. Mọi người cổ vũ nhau nào. Trượt đi em ơi. Trượt đi em ơi. Đứa nào cũng kêu là trượt đi. Trượt đi
xem rồi nào. Một lon đầu tiên các bạn ạ, một lon đầu tiên. Chết rồi, để xem thử thanh niên này có ẵm được cái giải này không nhá. Một lon mới ăn được con này cho cánh cốc. Hai lon nhá, cánh cốc phải hai lon. Có bao nhiêu viên? Là còn hai viên đúng không? Hai viên. Vẫn còn cơ hội mọi người ạ, vẫn còn cơ hội. Cắm ngắm chuẩn em ơi, ngắm chuẩn nào. Ui, và cơ hội cuối cùng. Hồi hộp không em? Em hồi hộp không? Có hồi hộp không? Có chứ. Rồi, viên cuối cùng. Vậy là thanh niên này đã may mắn nhận giải cánh cốc. Đâu, vui không? Vui không? Có chứ. Chơi tiếp à? Chơi tiếp thì từ lượt thứ hai. Rồi bây giờ chỉ còn 4 thành viên. 4 thành viên. Rồi giải khuyến khích đã nhận được rồi. Bây giờ sẽ chơi giải thứ 3. Đó là một con diều chính Mỹ nhá. Đâu anh em cầm giải diều chính Mỹ nào. Đây, đây là giải thứ 3. Và giải thứ 3 này thì sẽ khó hơn một xíu nữa mọi người ạ. Đấy là sẽ chơi 3 lon. Phải nâng lên một lon nữa. Cứ mỗi giải thế này sẽ nâng thêm một lon mọi người nhá. Sẽ khó hơn và khó dần. Giải cuối cùng thì sẽ khó nhất. Đây. Đó, các bạn thấy chưa? Đó, tổ chức những cái mini game vừa vui vừa có giải như thế này cho mọi người cùng chơi. Qua hai người chơi đã có người trúng giải, bây giờ sẽ là người chơi thứ 3. Và giải thưởng bây giờ là con diều chính Mỹ. Thì sẽ yêu cầu level là phải bắn đổ 3 lon bia. Và thằng cu nhà mình thì mình tin chắc là nó có khả năng mọi người ạ. Xem thử nào, 3 lon bia. Rồi. Kỹ thuật là không có lỗi kỹ thuật nào hết. Tiêu tốn 1 viên bi. Bây giờ bây giờ là chỉ còn 4 viên. Rồi, ghê. Vẫn có khả năng. Vẫn có khả năng nhận được con diều này mọi người ạ. Ui giời. Đẳng cấp thế nhỉ? Đẳng cấp thế mọi người. Con diều chính Mỹ này chắc là sẽ phù hợp về tay của thằng cu em này rồi. Còn mấy viên ạ? Viên cuối cùng nha, chỉ còn 1 viên cuối cùng nha. Anh em, cổ vũ nào. Đức, cố lên, cố lên. Rồi, xin chia buồn với người chơi thứ 3. Dừng lại và chuẩn bị tiếp tục người chơi thứ 4. À, các bạn ạ, chơi nãy giờ là cũng chỉ mới có một thanh niên này là nhận được con diều cánh cốc thôi. Hai thanh niên đã xịt rồi mọi người nha. Bây giờ là người chơi thứ bao nhiêu? Thứ tư. Bây giờ sẽ là người chơi thứ tư. Ai là người chơi thứ tư nhờ? Em. Em đúng không? Rồi ok, bây giờ sẽ là thằng cu này. Vẫn là cái giải ba lon nhận diều chính Mỹ mọi người nha. Để xem thử là đứa nào nhận được con diều này đây. Một viên trúng hay là xịt? Xịt đâu? Xịt rồi. Rồi xịt rồi, xịt một viên rồi các bạn ạ. Một viên xịt rồi. Ui giời ơi, thanh niên này khó nhai rồi mọi người ạ. Rồi xịt. Rồi bỏ luôn. Viên cuối cùng các bạn nha. Thanh niên này coi như bỏ rồi. Viên cuối thì cũng không có khả năng rồi. Rồi xong. Người chơi thứ 5. Rồi xịt một viên đầu tiên. Ui giời ơi. Ôi giời ơi, 4 viên. Thôi. Còn 2 viên nữa. Đúng rồi, bỏ cuộc chơi. 2 viên bỏ cuộc chơi các bạn ạ. Rồi, người chơi cuối cùng. Rồi, bây giờ là người chơi cuối cùng các bạn nhá. Xem thử thanh niên này có 2 viên mà chật ra. Rồi. Ông chờ ảnh mới bị cứt. Rồi. 2 viên. Nào em ơi, cố lên. Ngắm chuột nào rồi thả đàn. Ngắm chuột nhá. Rồi, xong. Sau vòng chơi thứ nhất là không có ai nhận được giải thứ hai. Bây giờ quay trở lại vòng thứ hai mọi người nhá. Tiếp tục mỗi người 5 viên đạn này. Bên lại. Rồi lượt chơi thứ hai bắt đầu các bạn nhá. Lượt chơi thứ hai thì thằng cu này là hồi nãy là bắn đầu tiên. Bây giờ sẽ tiếp tục bắn đầu tiên. Ây. Nhanh lên. Rồi xịt. Rồi xịt. Viên này mà trượt nữa là bỏ luôn. Rồi bỏ. Rồi bây giờ xem thử là thanh niên này có ẵm được cái giải thứ hai này hay không.
Ô, đừng có đùa. Đừng có đùa với Trâm. Ờ, bây giờ là còn mấy viên? 4 viên à? 3 viên. Ô, một lon nữa các bạn ạ. Thanh niên này chỉ cần bắn một lon nữa thôi là sẽ nhận được giải thứ hai. Ôi, khả năng là thanh niên này nó ẵm hết giải mọi người ạ. Thế nào em, hồi hộp không? Mấy viên, còn mấy viên? Hai viên, còn hai viên nữa. Các bạn xem thử coi lần này có bắn được không nhá. Rồi, xin viên cuối cùng. Khán giả thì đang cổ vũ là trượt đi. Wow, chiều nay là thanh niên này nó ẵm được hai giải rồi các bạn ạ. Hai giải hai con. Rồi người chơi thứ ba. Ở đâu đâu đâu, bây giờ là giải cuối cùng. Đâu, cầm giải lên. Các bạn ạ, giải cuối cùng sẽ là con giải mẹ bồng con. Sẽ phải bắn đủ 4 lon bia. Rồi các bạn ơi, bây giờ sẽ là cái vòng chơi cuối cùng để nhận con diều đặc biệt này. Thì mỗi bạn tiếp tục sẽ nhận được 5 viên, kèm theo là một cái vòng quay may mắn các bạn ạ. Thì ví dụ nhá, trong vòng quay này mình set up ở đây là có 3 giải mọi người ạ. Thì đầu tiên này. Đó, ví dụ như là vào cái ô đầu tiên. Ô này là xem thử cái gì đây. Ví dụ như vào ô này là được tặng 5 viên thì thanh viên đó sẽ được tặng 5 viên các bạn nhá. Bên trong này sẽ có 3 đáp án mọi người ạ. Tặng 5 viên mất lượt và trả lời câu hỏi. Thì bây giờ sẽ theo thứ tự từ người đầu tiên đến người cuối cùng. Người đầu tiên xếp hàng. Một hàng dọc tập hợp. Ui giời. Rồi thanh niên này sẽ quay đầu tiên nhá. Nhanh lên. Đâu, đầu tiên sẽ là thanh niên này. Vào ô gì đây? Tặng 5 viên. 5 viên. Ôi gì? Trả lời câu hỏi à? Rồi ok, bây giờ sẽ hỏi một câu hỏi liên quan tới kênh của mình. Video gần nhất là đang khoảng bao nhiêu view? Có chênh lệch khoảng 2k view nhá. Chênh lệch trên dưới 2k. Bây giờ khoảng bao nhiêu k view? Video mới nhất. 10 9 8 50. Cái gì? Xin người chơi thứ hai. Tặng 5 viên. Tặng 5 viên. Rồi tiếp tục phạt 5 viên cho thành viên này. Đây thành viên này được nhận 5 viên. Người chơi thứ 3. Mất lượt. Tăng 5 viên. Từ từ để cho nó hiện lên. Tăng 5 viên. Thành viên này tiếp tục tặng 5 viên. Mất lượt. Ô này sẽ vào ô gì? Ô mất lượt à? Mất lượt. Ô mất lượt. Rồi. Ai chơi nữa? Đây là một thành viên cuối cùng thì vậy. Mất lượt. Thứ 5 à? Mất lượt tiếp. Mất lượt tiếp. Mất lượt. Đâu? Mất lượt. À, lại là ô mất lượt. Mất lượt tiếp. Đấy, đây là cái giải cuối cùng cho nên là khá là gay cấn nha. Đó bây. Lại là một cái tặng 5 viên. Rồi, tiếp tục phát giải và chơi giải cuối cùng. Rồi, bây giờ thì thằng cu này sẽ là 5 viên các bạn ạ. Sẽ bắn đầu tiên, xem thử liệu có trúng hay không. Ồ, có khi nào là chốt giải cuối cùng không ta? Một viên đầu tiên các bạn ạ. Hai viên. Mình đảm bảo ở đây sẽ có những thanh niên đang rất là buồn rồi các bạn ạ. Những khuôn mặt thất thần. Đây là thanh niên đã bắn đổ hai lon bia chỉ với hai viên thì phải. Tiếp tục nào, viên thứ ba đúng không? Con hai viên. Không sao. Viên cuối cùng. Wow. Vậy là hồi nãy giờ là nhận 5 viên, 10 viên các thứ con là điều. Vậy là thanh niên này đã ẵm luôn cái con diều này rồi các bạn ạ. Với chỉ cần 5 viên. 4 viên à? Vẫn còn dư 1 viên à? Rồi các bạn ơi, còn một giải khuyến khích cuối cùng là giải tặng một cái sáo bằng miệng xốp nữa. Rồi tham gia luôn. Và sau rất là nhiều lượt chơi và đã có 3 bạn giành được giải thưởng các bạn ạ.
giải đặc biệt là con diều mẹ bồng con là thằng cu này cầm được các bạn nhá. Và giải thứ hai, thứ ba thì rất là may mắn là thằng cu này nó nhận được cả hai giải luôn. Và giải khuyến khích là thằng em này nhận được các bạn ạ. Nói chung đây là ba người chơi đã may mắn nhận được những cái giải thưởng mini game này các bạn nhá. À, đấy các bạn ạ, sau một cái cuộc thi đấy là bắn ná để nhận thưởng thì hiện tại là đã có ba bạn đã trúng giải các bạn nhá. Thì đã có một bạn may mắn là nhận được một lúc hai giải là thanh niên này. Đó, thanh niên này cũng thường xuyên xuất hiện ở trong video của mình. Và một thanh niên quen nhà mình luôn, đáng nhẽ ra là phải không cho người nhà tham gia nữa cơ. Nhưng mà thôi, vì là cuộc vui nên là đã có đầy đủ anh em tham gia. Và giải thưởng đều trao tặng được cho ba thanh niên trúng giải các bạn nhá. Lần lượt là giải đặc biệt này, giải 2, giải 3 này và giải khuyến khích là một cái 6 đơn. Đấy các bạn ạ, nếu như mà các bạn tiếp tục ủng hộ video này thì mình sẽ lại tiếp tục thực hiện những cái mini game để dành tặng những cái phần thưởng và giải thưởng khác cho những bạn nhỏ trong xóm của mình. Vậy nên các bạn nhớ like video và đăng ký kênh và bình luận các bạn nhá. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Bây giờ thì bye bye.